cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Lào Cai, 20 người tử vong, nhiều người mất tích và bị thương do sạt lở đất. Lào Cai là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề hoàn lưu bão số 3 Iagi khi liên tiếp xảy ra sạt lở khiến cho nhiều người chết và mất tích. Sáng ngày 10 tháng 9, theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, trong 3 ngày từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, mưa lũ, sạt lở, lũ quét đã làm 20 người tử vong, Sapa 7 người, Văn Bàn 2 người, Bắc Hà 6 người và Simakai 5 người, 11 người mất tích, trong đó có 1 người tại thị xã Sapa, 10 người tại huyện Bát Sát, bị thương 14 người, trong đó có 10 người tại thị xã Sapa, 3 người tại huyện Bát Sát và 1 người tại huyện Bắc Hà. Cụ thể, ngày 9 tháng 9, do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài đã gây lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Mưa lũ đã gây ra hai vụ sạt lở nghiêm trọng tại huyện Bát Sát và huyện Bắc Hà, khiến cho 5 người chết và 7 người mất tích. Tại huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, vào khoảng 2 giờ ngày 9 tháng 9, do ảnh hưởng của mưa lũ, tại thôn Phìn Trải 2, xã A Lù, xảy ra vụ sạt lở đất lớn làm cho 7 người mất tích khối đất sạt lở vùi lấp 4 nhà dân, làm 7 người mất tích. Một người dân may mắn chạy thoát. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã và huyện đã huy động gần 300 người tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích và di rời các hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, trời vẫn đang mưa to, đất đang tiếp tục sạt lở, nên lực lượng cứu hộ chỉ tiếp cận được gần khu vực sạt lở, chưa triển khai được công việc đào bới đất đá để tìm kiếm nạn nhân. Tại huyện Bát Sát, mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 đã gây ra một vụ sạt lở đất đá, làm sập đổ một ngôi nhà, vùi lấp, làm 5 người chết và khiến một người bị thương. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ, cứu giúp nạn nhân. Vụ sạt lở xảy ra vào hồi 9 giờ sáng ngày 9 tháng 9 tại thôn Hấu Rào, xã Bản Phố xảy ra gây sạt lở đất đá làm đổ sập hoàn toàn một nhà của hộ ông Vàng Xeo Khoa, vùi lấp 5 người và làm bị thương một người phải đưa đi cấp cứu. Những nạn nhân bị vùi lấp đều là người dân tộc Mông. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ sạt lở, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà đã phối hợp với xã Bản Phố huy động lực lượng trên 140 người để tổ chức tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn tại địa phương gặp rất nhiều khó khăn do trời vẫn có mưa, nguy cơ sạt trượt cao. Đến 13 giờ ngày 9 tháng 9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của cả 5 nạn nhân. Nước sông Hồng dâng cao, nhiều khu vực ở thành phố Lào Cai ngập sâu trong nước. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 Yagi, sáng ngày 9 tháng 9 trên thượng nguồn sông Hồng có mưa rất to, khiến nước lũ các sông suối trên địa bàn tỉnh đang ở mức báo động khẩn cấp. Trên báo động 3 từ 1,7 m đến 3,73 m và đang tiếp tục lên nhanh. Theo ghi nhận mới đây, lũ sông Hồng lên cao đã gây ảnh hưởng đến các khu vực của thành phố Lào Cai tại các phường Cốc Lếu, Kim Tân, Nam Cường, Bắc Cường, Bắc, Cường, Bắc Lệnh, Bình Minh, Pom Hán, Xuân Tăng, xã Cam Đường, Cốc San, Vạn Hòa. Từ sáng ngày 9 tháng 9 thì nước sông Hồng đã tràn vào phố Hồng Hà, Trần Quốc Toản, Cao Bá Quát, Đinh Lễ, khu dân cư tổ 19 20 phường Cốc Lếu, làm hơn 100 hộ dân bị ngập sâu trong nước. Sau đó nước sông tiếp tục tràn qua bờ kè chảy vào các tuyến phố An Dương Vương, Cao Lỗ thuộc tổ 35 và 36 phường Kim Tân, làm hơn 200 hộ dân bị ngập nhà cửa. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai, tính đến chiều ngày 9 tháng 9, trên địa bàn thành phố có nhiều tuyến đường bị ngập, có nơi ngập sâu gần 1 mét, gồm đường An Dương Vương, Trần Phú, Hoàng Quốc Việt, từ công ty Apatit cũ đến ngã ba Bến Đá. Võ Nguyên Giáp, đoạn qua Bệnh viện Sản Nhi, quốc lộ 4D tại hai điểm là đoạn nhà máy nước Cốc San, km 4 500, thôn Mường Bát, An Thành, Khe Luộc, Bản Cam, Hoài Lạc, Giao Ngay, Thái Bo, Giao Tiến, Muồng thuộc xã Thống Nhất, đường Cao Bá Quát, Hồng Hà, Trần Quốc Toàn thuộc phường Cốc Lếu, đường Cao Lỗ, Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Tân. Hiện nay, nước sông Hồng tiếp tục dâng cao, nguy cơ gây ngập ống các tuyến đường dọc hai bên bờ sông Hồng ủy ban nhân dân thành phố lào cai chỉ đạo về việc khẩn trương di chuyển các hộ dân dọc hai bên bờ sông hồng do ảnh hưởng của lũ ngoài ra lực lượng chức năng tuyên truyền người dân không tập trung tại các địa điểm ngập lụt dễ sạt lở tăng cường kiểm tra giả soát tất cả những nơi có nguy cơ bị sạt lở đất nhất là dọc các tuyến đường giao thông sườn núi đồi có ta luy dương âm nguy cơ sạt lở lớn cắm biển và di chuyển các hộ dân trong khu vực ảnh hưởng đến nơi an toàn. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, mực nước lúc 13 giờ ngày 9 tháng 9 trên sông Hồng tại Lào Cai là 85,84m, đang ở mức trên báo động 3 là 2,34m. Ngập úng, sạt lở giao thông ách tắc cục bộ ở Sapa. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn khiến cho nhiều nơi tại thị xã Sapa thuộc tỉnh Lào Cai bị ngập úng, sạt lở đất gây ách tắc giao thông. Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn thị xã Sapa bị sạt lở, trung tâm xã Tả Van và xung quanh vùng ven bị sạt lở khá nhiều. Lũ lớn nên đường suối bị ngập, đường vào bản gặp rất nhiều khó khăn dù phần đất sạt xuống đang được chính quyền địa phương nỗ lực xử lý. Trên địa bàn phường Sapa đã xảy ra mưa lớn tại một số tuyến đường như Thạch Sơn, khu vực nhà thờ đá, khu vực dốc Oten, dọc tuyến đường Điện Biên Phủ cũng xảy ra hiện tượng ngập úng cục bộ. Tại khu vực đường DH92 phường Phan Xipang, hàng chục khối đất đá, cây cối bị sạt xuống đường gây nguy hiểm cho người dân cũng như các phương tiện khi lưu thông qua. Mưa lớn kéo dài đã khiến cho 60m khối đất đá tại khu vực km 9596 và km 9899 quốc lộ 4D thuộc phường Ô Quý Hồ bị sạt xuống đường gây ách tắc giao thông. Trên tỉnh lộ 152 từ thị xã Sapa đi các xã Tả Van, Mường Bo, Liên Minh cũng đang xuất hiện một số điểm sạt lở, trong đó lớn nhất là điểm sạt lở tại km 1 600 gây ách tắc giao thông hiện các đơn vị chức năng đã triển khai máy móc đến dọn dẹp để thông đường ngay sau khi nắm được tình hình các địa phương đã huy động lực lượng máy móc dọn dẹp đất đá đảm bảo cho việc lưu thông lực lượng công an cũng có mặt để thực hiện phân luồng căng dây đảm bảo an toàn giao thông Hiện Ủy ban nhân dân thị xã Sapa đang tiếp tục đi kiểm tra các khu vực bị sạt lở, chỉ đạo các địa phương đơn vị tiếp tục giả soát các khu vực hộ dân bị ảnh hưởng do mưa bão, tập trung huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị máy móc khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống. Tin lũ khẩn cấp trên sông Hồng tại Bảo Hà Do ảnh hưởng mưa lớn, trên lưu vực kết hợp với điều tiết xả lũ của các hồ chứa phía thượng nguồn lũ trên sông hồng tại bảo hà thuộc huyện bảo yên và thành phố lào cai suối nhù tại văn bàn tiếp tục lên nhanh Lũ trên sông Hồng tại Bảo Hà hiện trên mức báo động 3 mức nguy hiểm. Hiện nay, lũ trên các sông suối đang tiếp tục lên nhanh. Dự báo đỉnh lũ trên sông Hồng tại Bảo Hà khả năng đạt mức 59,2 m trên báo động 3 là 2,2 m. Đỉnh lũ trên sông Hồng tại thành phố Lào Cai đạt mức 83,5 m đạt báo động 3 đỉnh lũ trên suối Nhù tại Văn Bàn ở mức 90,7 trên báo động 3 là 0,2 m. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở đất đá trên các sườn dốc và bờ sông phía hạ du dọc theo sông Hồng tại xã Cam Đường, phường Bình Minh, Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, xã Thái Niên, Sơn Hà, Sơn Hải, Phú Nhuận, thị trấn Phố Lu huyện Bảo Thắng, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, xã Tân An, Tân Thượng, Sơn Thủy, Võ Lao thuộc huyện Văn Bàn. Lũ lớn có khả năng làm ngập úng hư hại các diện tích hoa màu trồng ven sông Hồng, sói mòn sạt lở ven bờ sông, làm thu hẹp diện tích đất ở canh tác, sản xuất nông nghiệp và gây thiệt hại đến nuôi trồng thủy sản của người dân trên khu vực hạ lưu sông Hồng. Theo thống kê từ các địa phương, toàn tỉnh Lào Cai đã có 1.109 nhà dân bị ngập, sạt lở và lũ cuốn trôi. Về sản xuất nông nghiệp, lũ sạt lở đất đã làm ngập úng vùi lấp 892,32 ha lúa. Mưa lũ cũng làm gãy đổ 475,04 ha ngô và cây hoa màu khác, làm vỡ vài tràn bờ 28,35 ha ao nuôi cá. Lũ sông Hồng vượt mốc lịch sử năm 1968 gần 1 mét và đang tiếp tục dâng. 5 giờ sáng ngày 10 tháng 9, lũ trên sông Thao, sông Hồng ở Bảo Hà, Lào Cai và Yên Bái đã vượt mức lịch sử năm 2008 và năm 1968 gần 1 mét. Dự báo ngày hôm nay, lũ trên sông Hồng còn tiếp tục lên. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục phát bản tin đặc biệt cảnh báo lũ trên sông Hồng và tin lũ khẩn cấp trên sông Cầu, sông Lô, sông Thương và sông Lục Nam. Theo đó, đêm qua đến dạng sáng nay, lũ trên sông Hồng tại Bảo Hà và Yên Bái đang lên. Mực nước trên sông Hồng tại Lào Cai đang trên báo động 3 là 2,68 m tại Bảo Hà Lào Cai, trên mức lũ lịch sử năm 2008 là 0,88 m, còn tại Yên Bái trên mức lũ lịch sử năm 1968, 34,42 m là 0,8 m. Cơ quan khí tượng dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hồng tại thành phố Lào Cai sẽ xuống tại Bảo Hà và Yên Bái tiếp tục lên duy trì ở mức trên lũ lịch sử năm 1968, còn tại sông Hồng qua Hà Nội có thể lên trên báo động 1. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hồng tại Lào Cai tiếp tục xuống, tại Bảo Hà biến đổi chậm, tại Yên Bái tiếp tục lên và duy trì trên mức lũ lịch sử. Còn lũ sông Lục Nam tiếp tục xuống. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ở nhiều quận, huyện thị thành thuộc 8 tỉnh thành phố Bắc Bộ, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Nội. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo do mưa lớn từ nay đến ngày 11 tháng 9 nên trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2, báo động 3 có sông trên báo động 3.